Đấy, bên này này mấy bạn nữ cũng đang mua những các cái bó hoa ở đây, hoa rời này các bạn này, hoa hồng các thứ. Đấy, người ta dừng lại, người ta đang lựa. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, Happy Teacher Day. Đây, nhà giáo Việt Nam. Bên cạnh đó còn có những cái quán ăn cơm lam gà nướng. Wow, sorry. Đó, người ở trong hẻm lao ra. Ở đây. Các bạn nhìn đây là một cái xe họ chở gì? Công ty cổ phần Đại Việt chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Đó. Đó. Cái lẵng hoa này, hai cái lẵng. Lặng phía phía trên, phía dưới. Ở đây một bạn gái này cũng mua được. Anh ơi, dạ. Hay gì ghé lại ủng hộ em. Dạ dạ cảm ơn. Hoa gì ghé ủng hộ em. Đây chị gái cũng mua được một cái bó hoa rồi. Chào mừng các bạn đang xem kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn về đêm. Thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này đang là buổi tối ngày 19 Tây tháng 11 năm 2024. Thì ngày mai đó là ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay thì Tuấn Dương cũng thấy rất nhiều những cái chỗ bán bông. Rồi các phụ huynh chuẩn bị quà để đưa cho con của mình đến thăm các thầy cô giáo hôm nay và ngày mai là những cái ngày mà các phụ huynh sẽ tri ân các thầy cô giáo. Ở Việt Nam thì người ta có một cái câu là muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy. Và đây cũng là những cái dịp mà các phụ huynh bày tỏ lòng biết ơn đối với những thầy cô giáo, những người lái đò vĩ đại, những người mà làm cái công việc là chồng người. Người ta vẫn nói một cái câu là sự nghiệp thì 10 năm thì trồng cây, mà 100 năm thì trồng người. Xây dựng được cho các cháu những cái thói quen, những các cái đức tính tốt. Không phải là một sớm một chiều, mà phải mất cả thế hệ. Thì ngay lúc này mình đang có mặt trên con đường Vĩnh Viễn. Bên tay phải của Tuấn Dương đó là trường cao đẳng kinh tế. Và các bạn có thể thấy có một vài người họ đang bán hàng rong. Ở phía trước đây thì cũng có một vài bác xe ôm đang đứng ở đây để chờ đợi các cái học sinh từ trong đi ra. Và bên kia thì có một cái quán cà phê có tên là Ruby. Đây là một cái quán cà phê mà có tiếp viên nữ rất là đẹp, mặc váy ngắn. Ngồi ở phía bên ngoài để tiếp khách. Và nếu như mà các bạn vào uống cà phê đó thì sẽ được phục vụ. Thì cũng có nhiều cái gói dịch vụ để phục vụ. Nhưng mà theo như Tuấn Dương biết ấy, thì uống cà phê đơn thuần và mình ngồi tâm sự thì anh một ly và em một ly, thì các anh khi mà xong việc thì nhớ gửi tiền tip cho mấy em. Sau khi uống xong cà phê đó thì muốn nhớ gửi tiền tip cho mấy em. Đây mình đã có mặt ở con đường Lê Hồng Phong rồi quý vị. Đây là góc của đường Lê Hồng Phong cắt với con đường Vĩnh Viễn. Quẹo trái là chúng ta sẽ đi về
ngã 7 Lý Thái Tổ này. Thôi chắc là thôi được, đi được rồi. Mình định là mình sẽ quẹo trái để đi về vòng xoay ngã 7. Nhưng mà thôi, Tuấn Dương sẽ đi vào cái hẻm này. Cái hẻm này là mình sẽ đi về cái khu phố ẩm thực, rồi khu mà phố mà phố hoa. Trong con hẻm này thì các bạn thấy là mọi người họ có cái dịch vụ giữ xe gắn máy, rồi buôn bán nhỏ. Sài Gòn thì quá trời những các cái quán ăn, quán nhậu. Ở đây ra tới đây đây các bạn này, tới đây là tới khu phố ẩm thực. Mình có thể quẹo trái, quẹo phải thì đều gặp cái khu phố ẩm thực hết. Giờ Tuấn Dương sẽ quẹo phải đấy nhá. Khoai lang bong bóng. Đấy, có cả khách nước ngoài lẫn khách Việt tới đây để ăn uống, rồi những người ăn xin. Tủy bò, tủy bò nướng, nhạc y sao. Ở đây họ gửi những các cái menu cho khách. Khách nước ngoài đi tham quan cũng khá nhiều nha quý vị. Họ đi để trải nghiệm những các cái món ẩm thực đường phố. Khoai lang lắc này, bánh lọt, rồi gà. Đây trở thành một cái khu phố ẩm thực rất là đông vui. Các món thì rất là rẻ, cỡ khoảng 10 cho tới 25 ngàn. Rồi có những cái nhóm họ đi họ quay phim, vlog. Các cháu học sinh thì cũng thích cái khu phố này, bởi vì là cái món ăn này nó cũng đơn giản, bình dân, không có mắc tiền. Một vài đô la thôi là tới là cũng có thể ăn uống nhâm nhi món nọ món kia. Đấy. Trúc lam, trúc linh, xiên nướng 10.000 một xiên, trà tắc khổng lồ 12.000, bánh xèo. Nói chung là ở đây thì họ bán theo cái kiểu là giá rẻ bình dân, nên là ai cũng có thể mua để sử dụng được. Nhưng mà để mà ăn no bụng đó thì cũng không có rẻ đâu quý vị nhé. Lại những cái đoàn khách khác này. Thường là khách Tây á, một là họ tìm theo bản đồ để họ đi, hai là được các cái bạn hướng dẫn viên ở Việt Nam dẫn đi, chứ tự bản thân họ mà mò tới cái khu phố này đấy thì cũng không nhiều. Và ra tới đây đó các bạn, là chúng ta sẽ gặp cái khu phố này thì người ta bán hoa này. Thì bây giờ thế này đi, chắc là Tuấn Dương sẽ đi ra phía con đường Hùng Vương, sau đó mình sẽ quay lại để đi một vòng cho các bạn coi. Tuấn Dương thấy là người ta đã bắt đầu bán những các cái cây thông Noel, bán những cái cây thông Noel và những cái bó hoa. Rồi, các bạn gái này đi ôm những cái bó hoa. Rồi, nhiều người họ cũng đang cắm hoa. Thì cái khu phố này đó là người ta cũng nhờ những cái sự kiện như là 20 tháng 11, ngày 8 tháng 3, Valentine, các cái dịp Tết để bán hoa. Dịp Tết đó các bạn, thì Tết âm lịch, Tết dương lịch, đặc biệt là Tết âm lịch, hoa khu vực này được cả thành phố lựa để mua về trưng. Bên trái này có nhà họ bán hoa lan này, rất đẹp này. Quán ăn. Rồi, tới đây thì em Tuấn Dương sẽ quay lại nhá.
nên này quán ăn phở bò 100% là bò nóng. Bò nóng có nghĩa là họ không có bán bò đông lạnh nha quý vị. Có một cái món nữa là bò đông lạnh. Bò đông lạnh có nghĩa là sao? Là cái bò mà ta để đông đá thì nó sẽ không ngon. Đấy, bên này các bạn nhìn này, hoa lan quá trời luôn này. Đấy, đủ các cái màu lan mà người ta có trồng trong những cái người ta có làm những cái vách bằng cái tấm nhựa và có mở máy lạnh. Đó, hoa lan đủ màu. Rồi đi thêm một chút nha quý vị. Khu phố này thì buôn bán rất là nhộn nhịp. Hai cái đặc sản chính của khu Hồ Thị Kỷ đó là bông và thức ăn. Thức ăn thì các cái món ăn vặt. Đây các bạn cũng thấy này, những cái cây giỏ hoa, lẵng hoa, hoa gì anh ơi. Đây, một bạn là đang ôm một cái bó hoa rất là lớn này các bạn này. Ôm một bó hoa rất là lớn. Còn bên kia thì cũng thấy có một số người đang ngắm những cái bó hoa. Họ ngắm những cái bó hoa để mua rồi tặng các thầy các cô. Vì các thầy cô nói chung là người ta đã phải mua bông rồi. Mua ta trưng trong lớp học. Đây, bạn này đang cũng đang dừng lại để lựa những các cái bó hoa đã cắm sẵn. Thì có mấy cách, một là nếu như mình khéo tay thì mình mua nguyên liệu các thứ về rồi mình tự cắm ở nhà. Còn nếu mà mình không có thời gian hoặc là mình không biết cắm đó thì mình mua sẵn những các cái lắng hoa hay những cái bó hoa với đủ màu sắc này, hoa hồng, hoa hướng dương. Đó. Rồi, bên này này mấy bạn nữ cũng đang mua những các cái bó hoa ở đây, hoa rời này các bạn này, hoa hồng các thứ. Đấy, người ta dừng lại, người ta đang lựa. Đấy, quý vị nhìn này. Happy Teacher Day. Đây, nhà giáo Việt Nam. Bên cạnh đó còn có những cái quán ăn cơm lam gà nướng. Wow, sorry. Đó, người ở trong hẻm lao ra. Ở đây. Các bạn nhìn đây là một cái xe họ chở gì, công ty cổ phần Đại Việt chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Đó. Đó. Lãng hoa này, hai cái lãng. Lãng phía trên, phía dưới. Ở đây một bạn gái này cũng mua được. Dạ dạ cảm ơn. Hoa gì gái ủng hộ em. Đây chị gái cũng mua được một cái bó hoa rồi. Em bên này họ cũng nghĩ mình là cái khách đi mua hoa. Bạn gái mua được bó hoa này giờ đang
di chuyển ra phía bên ngoài này. Có vẻ như là cái lượng khách mua hoa cũng không nhiều. Không biết là ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mà thông thường đó là bà con mình sẽ mua hoa vào tặng trước ngày 20 tháng 11. Còn đúng ngày thì tới đó chỉ chúc mừng các thầy cô thôi. Ra tới ngoài này cũng quá trời đông này, quý vị nhìn này, kẹt xe rồi. Đây bên phải này, các bạn nhìn những các cái lắng hoa rồi bó hoa trang trí để trên bàn bàn làm việc của các thầy các cô. Ở đây người ta đang gói hoa nữa này. Rồi Tuấn Dương thấy phía trước mặt có một anh ấy đang bó một cái bó hoa nhìn cũng rất là to, gói giấy. Giờ mình sẽ quay lại nhé quý vị. Rồi Tuấn Dương sẽ tiếp tục di chuyển ở trong cái khu vực phố ẩm thực cho các bạn coi. Đó. Các bạn nam bạn nữ thì dắt nhau đi ăn. Giờ có nhiều cái mốt mà các bạn ấy mặc, nói chung là mặc cái áo nó dài quá không thấy cái quần đâu, tưởng chừng như là không có mặc quần. Đấy, thời trang của giới trẻ áo thì trễ. Không, bây giờ về cái việc sử dụng trang phục ấy, nó cũng thoáng lắm. Vì trang phục đôi khi nó không còn là cái việc mà che hoặc là giữ ấm cơ thể, mà bây giờ là nó là để phô ra những cái gì mà người ta cần khoe. Giống như là người ta nói một cái câu là tốt thì khoe và xấu thì che. Đó, khu này là khu ẩm thực. Rồi cũng có rất nhiều anh đang phát những các cái tờ rơi baby Q, hột vịt lộn, các rất nhiều món. Cô bác mình ăn món nào thì nói chung mình cứ đi nhòm nhòm, thấy cái chỗ món gì ngon thì ăn thử. Đó. Khoai tây lốc xoáy này, khoai tây chiên này. Có cả những cái vị khách ở Hàn Quốc sang, mình thấy các cái bạn trẻ Hàn Quốc bạn ấy thích ăn món nướng này lắm. Đó, khách Tây cứ đi lượm lượp, họ cũng cảm thấy rất là vui. Đây là một cái nét văn hóa ở Việt Nam. Đó, các món xiên, món nướng, bạch tuộc, ốc luộc. Trà sữa, trà chanh, rồi nước ép, kem, quần áo, trà đào, móc khóa. Đó. Gỏi đu đủ Thái Lan, son tăm. Đó. Quá trời món. Rồi. Đó, quý vị thấy có khá nhiều món tha hồ cho chúng ta lựa chọn. Rồi đây,
trong hẻm này thôi mà các bạn thấy cũng rất là đông người. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ quay ra ngoài. Những cái nhà cuối hẻm này thì cũng khó buôn bán, mà có thể là chỉ làm cái dịch vụ giữ xe thôi. Đây, lối đi ra này các bạn này. Đó, ra được con đường Lê Hồng Phong. Hẻm thì bé xíu xíu, hai xe mà tránh nhau là cũng khó. Rồi, ok. Rồi, ra tới con đường Lê Hồng Phong rồi quý vị ơi. Rồi, hướng này là chúng ta sẽ đi về ngã 7 Lý Thái Tổ nhé. Cuối con đường Lê Hồng Phong này các bạn, ra ngoài kia là chúng ta gặp giao lộ Lê Hồng Phong cắt với 3 tháng 2. Đây, còn khúc này ngã 7 Lý Thái Tổ. Đi qua đây thì nó cũng hơi đông một chút, nhưng mà thôi mình cũng di chuyển để cô bác anh chị biết là giao thông ở Việt Nam nó như thế nào. Nhiều người nước ngoài về Việt Nam mà lái xe đó thì chắc là cũng hơi bối rối, không biết là sẽ đi đứng ra sao, xe di chuyển như thế nào, phải trái trước sau ngang dọc trên dưới. Rồi mình sẽ quay trở lại con đường Ngô Gia Tự để đi về phía ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Đúng là xe đi tứ lung tung, không phải là bốn phương tám hướng mà là tứ lung tung. Và ra tới đây là chúng ta tới con phố Minh Mạng, con đường Ngô Gia Tự ngày nay. Và đây là cái phố chuyên bán đồ gỗ nội thất. Chia sẻ với các cô bác anh chị một số những cái hình ảnh về phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ và cái phố mà ta bán hoa bán bông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Còn bây giờ thì Tuấn Dương đang di chuyển hướng này là chúng ta sẽ đi về ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Lúc này thì thời tiết ban ngày các bạn là hơi nắng nóng và oi bức một chút. Còn buổi tối thì khá là mát mẻ. Trước mặt chúng ta chuẩn bị là khúc Nguyễn Duy Dương cắt với Ngô Gia Tự, quẹo phải đây là đi về đường Hòa Hảo này quý vị này. Hòa Hảo về Đa Khoa Hòa Hảo.
đây, ngã 6 Nguyễn Tri Phương ở trước mặt của quý vị. Và tới đây thì Tuấn Dương cũng xin nói lời tạm biệt, cảm ơn các cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để đồng hành cùng Tuấn Dương trong những clip mới. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Thank you.